sao bà lại ngăn cấm tụi con? Thả con ra. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Ba. Thả con ra. Ba. Chị ăn. Chị thả tôi ra. Dẫn cho tôi đi ra ngoài. Nhớ đi. Nhớ Hân. Nè, chị đem cơm cho em ăn. Không, chị thả tôi đi ra ngoài đi nha. Không được đâu Nhã Hân. Cho dù em ra khỏi phòng, em cũng không thể nào ra khỏi nhà được đâu. Dường đang ở dưới nhà đó. Dường đã khóa hết cửa và giữ chìa khóa rồi. Bây giờ Dường rất là giận. Em đừng có làm gì thêm cho Dường giận nữa. Trước nay tôi luôn có thành kiến với dì, nhưng với chị thì tôi khác. Chúng ta đã trải qua nhiều kỷ niệm trong căn nhà này, cùng lớn lên. Không phải là tụi mình đã từng giao ước sẽ là bạn tốt với nhau mãi mãi sao? Chị coi như là giúp tôi một lần này thôi nha. Tôi không thể sống mà không có anh Khôi được. Nhã Hân à, em đi ra ngoài gặp anh Khôi thì sao chứ? Hai người cũng không thể nào ở bên nhau khi chưa thuyết phục được Dượng. Mà ý của Dượng thì... Tôi đã nghĩ rồi. Tôi sẽ cùng anh Khôi bỏ trốn đến một nơi khác để sống với nhau. Đợi đến khi nào bà nguôi ngoai, tôi sẽ về. Chị anh, chị thương tình, chị giúp tôi với anh Khôi nha. Nha chị. Thực sự ra chị muốn giúp em lắm, nhưng nếu mà Dượng biết được là chị với mẹ sẽ chết với Dượng đó. Em nghe lời chị đi, chị không giúp em được đâu nha. Chị anh, chị thương tình giúp tôi đi nha. Tôi phải ra ngoài. Tôi phải ra ngoài. Không, bây giờ em nghe lời chị đi. Em cứ ăn hết cơm rồi ở trong phòng, đừng có la lối nữa. Chị nghĩ rồi Dượng sẽ hết giận mà, lúc đó rồi tính sao nha. Em nghe lời chị đi. Có gì chị sẽ nói thêm với Dượng cho nha.